Ngày 27 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Ngọc Lặc đã tổ chức đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự chỉ đạo tại đại hội có đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện các ban xây dựng Đảng của huyện ủy. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Ngọc Lặc đã lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ và đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đảng bộ đã tập trung nhiều giải pháp nhằm khơi dậy tiềm năng thế mạnh của địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn trên các lĩnh vực phát triển sản xuất nông nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đạt được những kết quả ghi nhận. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội có nhiều tiến bộ, thực hiện tốt công tác tài chính tín dụng, công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên môi trường, v.v. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông và áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo điều hành, giải quyết công việc ở cơ quan đã tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp và giao dịch của tổ chức cá nhân. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục y tế, việc làm, đời sống và thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều bước tiến quan trọng, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội được chăm lo đúng mức, hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện được nâng cao, công tác văn phòng được chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện. Công tác xây dựng đảng được chú trọng trên các mặt tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức. Đảng bộ đã tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện ủy đến đội ngũ cán bộ đảng viên, triển khai học tập quán triệt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 11-12, một số vấn đề cấp bách trong xây dựng đảng hiện nay, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. 5 năm qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng củng cố các chi bộ, trọng tâm là xây dựng Đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm có 80% trở lên chi bộ đạt tổ chức cơ sở đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15 đến 20 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Ngọc Lặc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Văn Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã biểu dương những kết quả Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện Ngọc Lặc đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thường xuyên kiểm tra việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý của nhà nước về an ninh quốc phòng, phòng chống tội phạm tham nhũng, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện khóa 15, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Văn Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, được tín nhiệm giữ chức Bí thư Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện khóa 15. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ngọc Lặc lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025.